Ủa chú à, chú say rồi hả? Chú không sao. Cẩn thận đó chú. Chú xin lỗi, chú hơi say. Người ta ép uống quá chú không từ chối được. Người uống cái vài ly bia chú không sao. Chú xin lỗi, chú hơi say. Mà bây giờ chú về được không chú? Đương nhiên là được. Chú không sao, chú hơi say vài ly bia. Hôm nay coi như mình nghỉ nha. Dạ. À, chú cẩn thận đó chú ơi. Chú cứ bình tĩnh. Chú không sao, con cứ ngồi bình tĩnh chú không sao. Coi chú. Ê, Quốc, không có sao không? Thôi, được, tôi đi được. Quốc, ông ổn vậy? Ok. Ba bồn luôn hả? Anh đi bồn nào đấy ta? Chú không có sai. Tại người ta ép chú. Chú không có sai, hiểu chưa? Con nói chú sai là con bậy. Con nói chú sai là con bậy. Chú không có sai. Chú không có sai. Sắp về tới nhà rồi. Con nói chú sai là con bậy. Đi chú. Ủa? Sao vậy? Chờ chú một chút. Dạ. Chú có việc cần phải giải quyết. Chờ một chút. Chú. Con làm cái gì vậy? Chú làm chuyện đó hả? Đúng rồi. Chú phải làm, đợi chú một chút. Không có được đâu. Để con tìm nhà vệ sinh cho chú nha. Nhà vệ sinh à? Nhà vệ sinh ở đây còn xa dữ lắm. Thôi được rồi. Để chú làm. Con đứng đây là canh giùm chú đi mà. Cảnh nhìn chưa? Con đã nói là không có được mà. Con làm cái gì vậy? Làm ở đây kỳ lắm. Ủa làm người ở đây thấy đó. Làm ở đây là không được rồi. Nhưng bây giờ chú mắc quá rồi. Bỏ qua chú một lần, chú làm ở đây cũng được. Bỏ qua chú một lần đi. Con đã nói là không có được. Con mà làm cái gì vậy? Con tuyệt đối không có cho chú làm chuyện đó đâu. Con không cho chú làm. Được rồi, chú làm ở đây luôn. Chị ông nâu, chị bay đi đâu. Con gà trống mới gáy, ông mặt trời thức dậy. Trên những vườn hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi. Gà. Kìa con bướm vàng. Hay hồn quá đi. Con bướm con. Dạ, con xin lỗi chú. Con bướm con rồng bướm lên ba rồng. Xin lỗi hai người ồn ào quá, tôi không có tập trung, chạy xe hai người xuống xe bắt xe khác cùng tôi cái đi. Dạ chú ơi, con xin lỗi chú nhiều lắm, chú giúp giùm tụi con nha, con hứa là chú ấy không có làm ồn đó đâu chú. Chú thôi mà chú. Hồi nãy giờ nè con hát rất nhiều bài trên xe. Thôi mà bây giờ chú muốn hát bài gì con phục vụ. Xuống xe đi, muốn hát gì để hát. Tranh ra để cho tôi ngủ. Con đã nói là không ngủ ở đây được mà. Ủa? Để con gọi taxi khác. Cô là ai vậy? Cô là ai mà cấm tôi ngủ ở đây hả? À? Con là Tâm Ý nè. Tâm Ý là con nhỏ nào hả? À? Mặc ôi quá hả? Chết con rồi. Chú ơi, chú dừng lại đi mà. Thoải mái quá. Thuyệt bây tình giờ đó. Đi ngủ là khỏe. Ủa ai mà ở đây mất vệ sinh gì trời, phải biết bảo vệ.
Công về nhà. Ủa chị, chuyện gì vậy chị? Chú bị say cho nên tôi đưa chú về á. Thôi tôi vô nha. Chị, để em đẩy giùm cho. Thôi không cần đâu, tôi làm được mà. Nãy giờ chị cũng mệt rồi, chị vô nghỉ đi. Em đẩy giùm cho. Chú, trời ơi, chú ơi. Động đất mà, động đất. Cậu có sao không cậu? Con xin lỗi, cậu nặng quá.